có là Hương Giang Idol hay là Hoa hậu đi chăng nữa thì quan điểm của mình nó vẫn là không thay đổi, đúng không ạ? Một nước không thể có hai vua, nhưng một đội vẫn thể có hai Giang. Em về với chồng em. Nhưng mà phần lớn màu da nào, sắc tộc nào, giới tính nào thì cũng sẽ em mới có lớn xử Hoa hậu với Giang thì cũng sẽ yêu thích Hoa hậu thôi. Giang em về với bản chất của em rồi. Từ cái đoạn mà xây ra không toại nguyện không không, không không em cuồng ngày xưa chết rồi anh ơi. Trời ơi mọi người ơi, đây không phải là chương trình kết bạn bốn phương. Nhưng những giây phút lãng mạn đã kết thúc. Decuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Decuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Giang, em cũng quen với hai con người này quá mà sao tự nhiên ra đây hiền lành đến ta chặt chém mình vậy Giang? Hoa hậu đấu chữ lộn anh. Ngày hôm nay em đến đây ngoài tâm thế là một ca sĩ ra thì cũng lâu lâu để em ra chưa ra bài hát mới. Tại vì em cũng đang rất là bận cho cái nhiệm vụ của một đương kim. Bấm cái nút phía sau chứ dây thun nó đứt ra tháo cái mặt nạ cho lên cái. Trời đất ơi Giang, sao bữa nay em vô con diều vậy Giang? Em ra em cũng dập diều rồi, em nói chuyện cũng dập diều vậy Giang. Dạ vâng ạ, Diều ơi. Nè, mặc cái trang phục mà thấy nè, y như con diều. Vâng ạ, Diều ơi, Diều bay cao, Diều ơi, Diều bay xa, Diều bay lên và đến nơi nào thì em nghĩ rằng mình vẫn là một trong những ca sĩ. Diều ơi, Diều đáp đi Diều. Không, bây giờ nghiêm túc lại nè. Bây giờ anh hỏi nè, tại sao càng ngày càng đẹp vậy? Hỏi em vì sao lại đẹp thế đúng không? Hỏi như thế thì không khác gì hỏi vì sao Trấn Thành và Trường Giang lại diễn hài hay đúng không anh? Hoa hậu mà hỏi vì sao đẹp thì cũng thật là không có hợp lý lắm. Thôi đi về giùm đi. Ủa về đâu anh? Về đâu kìa. Con nhỏ nói nè. Có là Hương Giang Idol hay là Hoa hậu đi chăng nữa thì quan điểm của mình nó vẫn là không thay đổi đúng không ạ? Một nước không thể có hai vua, nhưng một đội vẫn thể có hai Giang. Em về với chồng em. Hơi nhiều chép nhỉ anh nhỉ? Giọng gió em ơi, giọng gió. Nhưng mà cái giọng này là cái giọng hát dân ca đó, trữ tình đó. Em cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ là hay đó. Hát hay. Cái giọng gió là cao là hát dân ca trữ tình hả? Ý là thuận lợi để hát dân ca trữ tình. Anh Piu Piu, anh hát thử một đoạn dân ca trữ tình. Ôi. Em có biết là vào chương trình này là có 3.652 người được mời từ La Sa về là chỉ để mà dàn dựng cho em thấy là không phải những gì em thấy không? Thế à? Ô thế à? Giang ơi, em từng tham gia một lần rồi đúng không? Diều ơi, Diều bay đi! Các chị bay cao quá, đâu quên mất rồi. Tất cả những cái sự kiện mà trước khi em trở thành Hoa hậu nó không tồn tại nhiều trong đầu em. Cái bạn này, cái ánh mắt ấy, bờ môi ấy nó rất là khiến em có cảm giác bạn ấy làm cùng nghề với cả Phiêu Diêu với cả Mithy. Tại vì cái mặt bạn ấy nhìn vào cái máy vi tính, cái ánh mắt đấy, cái môi trơ ra trông nó giống như là... Em tại sao lại dùng môi trơ ra là sao? Có cái môi... là kỳ thị đấy nhỉ? Em sao không, ý em là cái sự tập trung đấy. Là nó giống là mỗi lần mày tập trung thế nào là... Không, nó trông nó giống như cái kiểu là đánh đi. Tập trung căng thẳng quá rồi, bắn môi luôn đúng không? Dạ dạ, trông nó giống như kiểu là đánh đi, bắn trường đi, bắn. Thì nó không giống, thì nó giống hơn. Với thứ hai nữa là bạn này nếu mà làm hòn nam bộ á, cái tay đưa vào nước như thế mà lại đeo đồng hồ không hợp lý. Đồng hồ không có sao em, ngồi trong nước mà. Nhưng có cái đoạn vặn vặn đấy anh. Trong nước. Nhưng mà đồng hồ bây giờ ta xuống hồ bơi, đi biển ta bơi còn được mà Giang. Anh ơi, nói chung là em không sợ sa thải Phiêu Diêu, em chỉ cần một lý do thôi. Anh ơi, cây trần qua đây đi. Từ nãy giờ anh thấy nó nói được hai câu là nó tỉa sang này, nó hai câu là nó tỉa sang này. Nhầm rồi. Đừng có để cho người ta được. Không không. Toại nguyện nha. Không. Em cuồng ngày xưa chết rồi anh ơi. Em nghĩ sao về Hương Giang? Trời ơi mọi người ơi, đây không phải là chương trình kết bạn bốn phương. Đây là nói chung là mình đồng cảm thôi. Mình đồng cảm thôi. Đồng cảm. Ôi, nhưng có đúng là đúng chết không? Chết rồi nghĩa. Bạn này á. Anh ấy nghĩ nó khoái. Đổi lối rồi. Thì mình, rồi, thì mình rồi. Đồng mình đồng quan điểm rồi đúng không? Nó kìa, nó cười kìa. Đi là khoai. Trời ơi em đi khoai. Ở lại đi. Ủa sao mà bây giờ khoai ôm mặt luôn đây. Khoai. Trời ơi. Anh nói đúng rồi. Mày chết tôi rồi, mày khoai. Thực sự em không có nói là tất cả mọi người. Ủa khoan Giang, em vẫn đang nói về chuyên môn hả? Dạ, để em đang không, em đang nói về cái này nè. Mọi màu. Cháu nó nhìn quá. Không, em đang nói là... Nhưng mà phần lớn màu da nào,
sắc tộc nào, giới tính nào thì cũng sẽ em có lưỡng sử hoa hậu Giang thì cũng sẽ yêu thích hoa hậu thôi. Khi Cây Trần nói bạn nữ kia thể hiện rõ cái sự bứt phá của mình, bạn không còn đứng cái dáng cũ nữa, bạn xoay ra như kiểu một thách thức. Giang, đây là của em. Mỏi đó. Mỏi em đứng lâu mỏi đơn giản. Giang em về với bạn bản chất của em rồi. Từ cái đoạn mà xoay ra phải giống. Thôi anh ơi, bạn đấy thì theo. Trời ơi, khoái một chủ đề khác rồi. Anh ơi, bạn đấy chắc chắn là làm nghệ thuật đâu anh. Nó khoái. Nhưng mà anh biết bạn nó làm cái gì trong nghệ thuật không? Thì anh biết rồi, nhưng mà nó khoái. Dạ không, em không có cầm... Không có cây quyền trượng hả? Có cầm cái cây nào không ta? Ở đây có hay đi thi hoa hậu đâu. Cây micro. Ôi sao anh nhớ? Không bao giờ hoa hậu mà điều này sao người ta không vấn. Hôm nay em nghĩ Em trai cái vấn đề là đây không ai trả lời ngoài em hết trơn. Cái vả dữ vậy đó hả? Thì em nhìn thẳng đi. Không cần nói nhiều. Hát hay. Tại sao? Tại vì á, khẳng định như vậy. Bởi vì anh biết sao không? Sao? Chưa nghĩ ra. Sao đấy? Với cái quan trọng là như này này anh, 10 triệu nó không phải là một cái số tiền lớn, nhưng nó cũng không phải một số tiền nhỏ. Đến vòng này rồi, nếu như họ cố tình hát chạch như thế để người khác chọn mình, có phải họ đang tự đánh mất cơ hội của mình không? Đúng. Phân tích trên cái đó em nghĩ bạn này không phải hát không hay. Không phải đang cố tình làm dở đi đúng không? Mà là dở thiệt. Mà là đang cố gắng nhưng mà không tự tin. À. Bị giật mình cái câu đầu vào. Theo Cây thì bạn này hát rất là hay. Mình sẽ đặt hết niềm tin ở bạn. Không hay đâu anh. Hay. Lần đầu tiên anh với em chung quan điểm đấy. Em thấy hay, em thấy thật sự thấy hay. Tại vì cái cách mà cái khẩu hình miệng của bạn này hát rất là tốt. Chính xác, thần thái đi xuống. Và cái nhịp nhạc này như anh Thành nói nha, như cái nhịp nhạc này rất là khó và có thể là người ta sẽ hát. This time I don't agree with you. Bởi vì chàng ta là một cái chàng không có chắc chắn cái gì hết. Còn cuộc sống mà... mấy nào biết trước định mệnh và có mẹ tự đổi thay đời mình. Nói chung là cô Cây là hát hay á. Không hay. Đừng vì chút nhan sắc mà nói hát hay. Đúng rồi. Làm giống như là bạn ấy muốn rằng là mình tạo cái cảm giác có cái thần thái. Đúng rồi. Chính xác nữa. Tỏ ra nguy hiểm. Chính xác nữa. Nói cái gì cũng ừ hết á. Em cam lấy hơi đủ điều sao cái tới em đẩy bài này nó lạ vậy. Tại anh Giang. Thế hả? Anh Giang chọn em chi để vô vòng trong cho nó vui. Vui. Em ơi, niềm vui của mình nhưng mà là cái sự mai một, đánh mất nhân tài của cả chương trình. Tiền là tiền của thằng nhỏ nên hai đứa em cũng dám nói không. Em thì không quan trọng về tiền, nhưng mà vấn đề là em có quan điểm là không tin bạn gái đẹp vào phút cuối. Anh nói gì vậy? Em không tin người đẹp hả Kay? Không Kay ơi, bạn đó xinh á. Dạ yeah, đúng rồi, bạn nó xinh nhưng mà ý là Cây quan điểm là đứng cùng với Cây trên sân khấu là đẹp. Ý là không... đẹp Cây. Em có kỷ niệm xấu gì với phụ nữ đẹp vào giây phút cuối quan trọng ở chỗ hạ thì đẹp. Nghe chị đi. Em coi, do em coi phim nhiều em. Cây ơi nghe chị đi, em có nhiều cái phiên bản cái bài hát của em rất là ok. Thôi nói chung là em đã cho trao cho em rồi. Không có yêu con nào đẹp được thế đâu. Suy xuyển. Ladies and gentlemen, muốn một cái sự bất ngờ thì dạ dĩ phải chọn trong hai cô còn lại. Hãy chọn áo vàng cho anh. Để xem áo vàng sẽ chọn ngược lại là ai. A U nhờ. Ơi. Đúng vậy. Wow. Em chỉ xin lỗi em. Nhà em không có việc gì gấp phải không? Không có ở đây từ tốn này. Lắng nghe mọi người chia sẻ em thích ai về với người đó. Nhưng những giây phút lãng mạn đã kết thúc. Những giây phút tình cảm, những nốt nhạc du dương sẽ nhường cho một không gian. Đây, đây là bây giờ mới là không gian âm nhạc sinh động này. Những khoảng lặng, những khoảng lặng, những tiếng vỗ tay ư, những sự hát theo ư. Giang ơi, thôi thì bây giờ em cũng đã hình dung ra được cái đoạn đường mà em sẽ phải đi nó như thế nào rồi. Đoạn đường thật ngắn anh ơi, em muốn ôm anh thêm lần cuối.